Chào các bác đã quay trở lại với điện máy Ecomat. Như ở các video trước thì siêu thị điện máy Ecomat đã tư vấn review chi tiết cho các bác mẫu máy lọc nước của Panasonic với model sản phẩm là TKCA811KVN, dòng máy lọc nước 6 lõi 10 lớp lọc của Malaysia. Thì ngày hôm nay tiếp tục trong video này, Ecomat sẽ tiếp tục review tiếp cho các bác một cái mẫu máy lọc nước nữa, dòng RO của Panasonic với model sản phẩm là TKCA812MV với 6 lõi lọc. Và cái sản phẩm này thì có cái điểm gì khác biệt so với CA811 thì mời cả nhà hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Đây chính là mẫu máy lọc nước CA812MVN. Về cảm quan ban đầu nhìn về mặt thiết kế thì các bác đã thấy nó có một cái điểm khác biệt so với mẫu 811 rồi đúng không ạ? Nếu như mẫu 811 là thiết kế của nó mặt sẽ là mặt gương đen thì sang đến mẫu 812 mặt của nó sẽ là mặt tráng gương. Tráng gương các bác nhé, mặt một mẫu sẽ là mặt kính đen và một mẫu sẽ là mặt tráng gương. Thì cái mẫu mặt tráng gương bao giờ khi mà các bác nhìn ấy, hoặc là khi các bác trưng bày ở nhà ấy, thì các bác sẽ thấy là cái mẫu có cái mặt tráng gương thì nhìn nó sẽ sáng hơn, sang hơn và đẹp hơn một chút xíu so với dòng cái mẫu 811 kia. Thứ hai là về cái vòi lọc của nó sẽ là thiết kế vòi lọc màu đen cho các bác. Đó là tạo lên cái điểm khá là sang trọng cho cái mẫu 812 này. Thì với mẫu 812 này thì các bác nhìn thấy là cũng là dạng thiết kế cần gạt nước đúng không ạ? Thì ở máy lọc nước nào của Panasonic nó cũng đều được đạt cái chứng nhận của Bộ Y tế cho các bác là không cần đun sôi trước khi sử dụng. Thì với cái dòng này có cũng là cái công suất lọc cho các bác lên tới là 18 lít, hoạt động khá là ổn định cho các bác. Bình chứa của sản phẩm sẽ là 6 lít. Và các bác nhìn cái sản phẩm này nhá. Đó, ngoài cái là mặt gương ra thì nó sẽ được mạ thêm một lớp màu hồng như này nữa, tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Và nó cũng sẽ là dạng tủ để mở ra cho các bác như này. Các bác thấy nó giống một chiếc tủ lạnh không ạ? Khá là một giống một chiếc tủ lạnh đúng không ạ? Về nhìn cảm quan ban đầu thì cái mẫu Bana này có thiết kế khá là đẹp. Với cái dòng này sẽ có màn hình hiển thị ở ngay trên mặt của sản phẩm đây. Đó, các bác có thể nhìn thấy ạ. Với cái dòng máy này thì nó sẽ có cho các bác là 6 lõi. 6 lõi sẽ bao gồm lõi 5 micro này, giúp loại bỏ cát, bùn cho các bác, bụi bẩn, hạt rỉ sét lớn hơn 5 micro. Thứ hai là lõi than hoạt tính, giúp loại bỏ mùi, bỏ màu và hợp chất hữu cơ. Thứ ba là lõi 1 micro giúp loại bỏ hạt reset có kích thước lớn hơn 1 micro. Thứ tư là lõi RO và lõi RO cũng sẽ là lõi sản xuất tại Hàn Quốc. Thứ năm là lõi 5 trong 1 hay còn gọi là lõi khoáng. Thì cái lõi 5 trong 1 này, đây là một cái điểm khác biệt hoàn toàn của mẫu máy lọc nước Panasonic này so với các thương hiệu khác. Thì với cái lõi 5 trong 1 này, nó sẽ hoàn toàn cho các bác là bổ sung khoáng chất, cân bằng độ pH trong nước. Vì vậy mà nó sẽ đảm bảo được cho các bác cái độ ngon của nước. Tiếp theo sẽ là cái lõi loại bỏ mùi và hợp chất hữu cơ. Thì với những cái dòng này nó cũng khá là giống so với dòng 811 là có tự động báo cho các bác thay lõi này, có chế độ cút nối nhanh, dễ dàng thay lõi cho các bác mà các bác cũng có thể tự thay được mà không cần phải gọi thợ. Thứ ba là tự động xả nước thải. Thứ tư là tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình. Với cái dòng máy lọc nước này thì cái thời gian thay lõi sẽ là như thế nào? Thì với cái lõi 5 micro thì các bác sẽ thay sau 3 đến 6 tháng sử dụng. Lõi than hoạt tính thì các bác sẽ thay sau 6 đến 9 tháng. Lõi 1 micro các bác sẽ thay cho em từ 24 đến 36 tháng. Lõi 5 trong 1 thì sẽ là 12 đến 18 tháng. Lõi tinh thể bạc thì sẽ thay sau từ 12 đến 18 tháng sau khi sử dụng. Thì với cơ bản là với cái dòng này, với cái dòng máy lọc nước của Bana này, nó sẽ bảo vệ cho các bác khỏi những cái bệnh liên quan đến nguồn nước, ví dụ như là tả này, kiết lỵ này hoặc là run sán này. Thứ hai là sẽ loại bỏ được các bệnh, phòng chống được các bệnh như là biếu cổ này, viêm da này. Thứ ba là khá là tiết kiệm điện cũng như là tiết kiệm tiện lợi trong cái việc sinh hoạt của gia đình. Thay vì là các bác sử dụng nước đóng chai hay nước đun sôi lại, những cái nguồn lọc sạch được lọc và làm nóng trực tiếp, nếu như với những cái dòng đã có cái tính năng làm nóng rồi của Bana rồi thì máy sẽ khá là an toàn. Với cái dòng máy lọc nước này thì nó có thiết kế tủ đứng gọn gàng.
tính thẩm mỹ khá là cao và đẹp. Thứ hai là với mẫu máy lọc nước của Panasonic này thì nó sử dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO, giúp các bác dễ dàng lấy được nước với cần gạt như cả nhà có thể nhìn thấy, cùng với nhiều các tiện ích. Và đây là một cái mẫu máy lọc nước mà em thấy đáng để đầu tư cho gia đình. Và hiện nay cái mẫu này thì bên em đang bán cho các bác với giá là 7.830.000, có trả góp và tặng cho các bác công lắp đặt miễn phí nếu các bác sẵn được nước chờ cả nhà mình nhé. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn thì có thể để lại bình luận cho Ecomart, hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974 178586 để bên em tư vấn hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.